Trong khi rừng ở nhiều nơi bị tàn phá, thì những cánh rừng nguyên sinh ở Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vẫn ngút ngàn tầm mắt với hệ thống thực vật, động thực vật phong phú, có nhiều loài thuộc danh mục sách đỏ Việt Nam. Đồng bào Mông trong xã Nà Hẩu không chỉ yêu quý rừng, chung sống với rừng mà còn giữ rừng bằng những tập tục thiêng liêng và huyền bí. Đó là tục cúng thần rừng được diễn ra hàng năm. Cúng rừng được biết đến là một trong những lễ hội có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tâm linh của người Mông xã Nà Hẩu. Nghi lễ này được người dân nơi đây tổ chức hàng năm, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, con cháu khỏe mạnh, cuộc sống no ấm yên vui. Hôm nay tôi cảm thấy là rừng đó là phấn khỏe, rất là vui, chỉ vì cái tích rừng là tích bảo vệ rừng, nên lại bảo vệ tài sản của gia đình, nên lại cả bà con. Thế là tôi vẫn thấy là không thể phát rừng nữa, thế là mình phải bảo vệ cho danh, là bảo vệ rừng để cho nó không phát rừng, để phòng chống cháy rừng này, thế là bảo vệ cho là vẫn là bảo vệ cho bản thân bà con dân danh xã, thế là không được là phá rừng nữa. Trong 3 ngày lễ, tất cả người dân trong xã đều không được vào rừng dù chỉ hái một chiếc lá. Đây là phong tục đẹp đã có từ lâu đời, là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian gắn liền với triết lý đa thần của cư dân nông nghiệp. Những năm gần đây, tục cúng rừng còn được xem như một cuộc họp tổng kết của thôn, bản trong công tác bảo vệ rừng với sự tham gia của tất cả các chủ hộ trong thôn, cán bộ xã và cán bộ kiểm lâm. Việc thực hiện các quy ước, hương ước về bảo vệ rừng cấm, tình hình phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự thôn bản, các khoản đóng góp, các khoản được nhà nước hỗ trợ đều được đem ra bàn bạc công khai. Hàng năm là chúng tôi vẫn duy trì để tổ chức vừa là tuyên truyền vận động bà con nhân dân không phát phá rừng, rồi là không đốt rừng để lấy rừng để làm cái môi trường, vừa là được rừng đầu nguồn để cho cánh đồng. Rồi thứ hai nữa là được cái này là hàng năm ấy thì được gặp gỡ toàn bộ nhân dân. Trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng của tỉnh Yên Bái, chúng tôi ban cấp ủy, lãnh đạo chi cục chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền đến cái kiểm lâm địa bàn, xuống địa bàn tuyên truyền cho người dân nắm được cái công tác quản lý bảo vệ rừng của tỉnh cũng như về giữ rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên còn lại hiện có. Sự hòa quyện giữa tín ngưỡng và hiện thực đã làm nên nét đẹp giữ rừng của người Mông Nà Hẩu. Với ý nghĩa như vậy, tục cúng rừng của đồng bào Mông xã Nà Hẩu cần được bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần thiết thực vào công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.